Coi kìa, coi nó sung lắm luôn á ông bà cô chú. Coi kìa, coi là quay lại con chào ông bà cô chú không? Dạ con chào ông bà cô chú đi. Con chào bà cô chú, con chào bà cô chú. Dạ coi. Dạ. Dạ, con chào ông bà cô chú. Dạ, con chào bà cô chú. Bữa nay con đi đâu chơi? Con đi nhà banh. Hôm nay con đi chơi nhà banh nữa hả? Con chơi nhà banh hoài vậy? Mẹ bắt con hay gì? Đi vô nhà banh mày, mẹ bắt con á. Thôi nhà banh mẹ bắt con hả? Thôi đi, mẹ không bắt đâu, mẹ nay mẹ mệt rồi. Mai mẹ mệt lắm rồi giờ nè. Lại đây. Mẹ con... Hello, Ngọc mẹ Diệu Quay Lóc. Chúc con chơi trước nha. Đây, để mẹ chào ông bà cô chú. Hello, Ngọc Diệu Quay Lóc. Xin chào cả nhà. Em chào các ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Quay Lóc. Cả nhà ơi, bữa nay mình đi đâu chơi chuột? Đi chơi nhà banh. À, đi chơi nhà banh. Rồi, bữa nay em cũng làm... Nè, lại đây, chờ. Để mẹ nói chuyện một chút. Đứng im. Nó không đứng im không bà cô chú. Ở đây thì mấy bữa nay em bắt đầu chồng em dọn mai ra bán rồi không bà cô chú. Rồi ổng chồng em dọn mai ra bán rồi thì giờ đương bán mai ở chồng đương chồng em đương bán mai ở chùa Vạn Đức á. Rồi một chút xíu nữa về em sẽ quay sơ qua cho ông bà cô chú coi miễn ông bà cô chú nào có gần ở chùa Vạn Đức với Tâm Hà đồ không bà cô chú thì chạy qua chùa Vạn Đức ghé ủng hộ phụ chứ chồng em. Bữa nay thì chồng em mới chính thức chở ra bán từ sáng tới giờ rồi. Rồi chiều giờ em cũng ở ngoài rồi tới giờ thôi chở chuột nó đi chơi chút xíu không bà cô chú. Rồi em sẽ mới đi về. Chuột à con đứng im không? Chuột à hồi con có đi bán mai phụ cha không nè? Dạ phụ. Con có đi bán mai phụ cha không? Dạ phụ. Dạ phụ. Đi chơi này đi chơi xong rồi con về con bán mai phụ cha nha. Dạ ok. Dạ ok. Chơi nhà banh luôn. Đó. Bây giờ thôi giờ thấy chở chuột cho chuột đi lên đây chơi chút để mà bận làm không có làm đồ ăn được không có quay với ông bà cô chú. Thôi hôm nay ông mời ông bà cô chú đi theo cho chuột chơi với chuột nha. Rồi nó dậy rồi đó. Đi không chào mẹ vậy? Hả? Xin lỗi. Xin lỗi không? Con ra lại. Xin lỗi. Lỗi. Nó đắp mê chơi em lo nói chuyện là nó chạy đi mất tiêu. Hát rồi giờ này đi rồi con chơi cái gì? Chơi nhà banh trước. Chơi nhà banh trước đúng không? Dạ. Ở đây thì cái chỗ trò chơi quen thuộc của nó đây bà cô chú. Trò chơi quen thuộc của nó đó. Trả tiền đi gái ơi. Để mất con đi nè. Trả tiền. Thì nãy mẹ con giữ đâu? Để tiền nó giả đúng không? Ừ. Con kìa. Từ từ chào mẹ. Đi vô đây nè. Từ từ xuống đây chỗ này chào mẹ. Tuột cái này vòng còng nó té đó. Cái này nó mà con tuột cái này nó té đó. Gì? Được đi. Tuột đi hả? Cái này thôi con tuột té đau đó đúng không bạn nó tuột té đau á con mới tuột nó đau lắm. Ừ nó tại vì nó không có ấy nó công công á đừng có tuột tuột cột cầu bên kia kìa con tuột là tuột cầu bên đó đó. Dạ đó từ từ chào mẹ lên từ từ đụng luôn á ông bà cô chú coi kìa đó chúng rồi bỏ hả? Hả thấy chưa tôi cho cái tội nha cho cái tội nhảy nha nhảy rồi bị chúng vô cái mỏ rồi. Trời ơi. Rồi chào các bạn, chào bạn kìa. Chào phát vô quá kìa. Mới vô mà có bạn chơi rồi. Cái gì vậy? Mới vô. Phát vô với bạn hả? Rồi con trai gì kỳ cục vậy? Con trai gì kỳ cục vậy? Dạ. Ây da. Có cần mẹ xuống chơi với con không? Hả? Xuống không? Dạ. Hả con đi xuống. Đi lên á. Con đi lên hả? Dạ. Mất. Mẹ lắm. Mất. Ai bắt? Mất. Tôi nói à. Đi lên đằng kia đi. Ê. Gì ôi. Vậy? Mẹ. Ôi. Chết á. Ôi. Đâu rồi? Ê. Ê. Tính trời banh tôi hả? Quê sệ. Mày quê sệ không trúng té hả? Mẹ tuột đi còn tuột trước nha. Thôi mẹ không có tuột đâu mẹ sợ lắm. Sợ đâu hả? Mẹ sợ mày đi lắm. Ra coi mày đi ra anh đi ra đi nha. Trời ơi. Sợ gì mày sợ? Mẹ sợ lắm, mẹ không dám tuột rồi, ông giỏi. Từ từ để cho bạn đi xuống trước. Nè. Từ từ. Tuột nè, đói sợ. À. Mẹ tuột xuống coi đói sợ đâu. Thôi mẹ sợ lắm, mẹ không tuột đâu. Trời ơi mẹ ơi. Trời ơi mẹ ơi.
Nè cái này cho chị bạn tuột nè. Đó. Xuống xuống, xuống xuống cho bạn tuột. Em chở cho nó lên chút xíu không bà cô chú. Mê lắm, nó lên mấy cái trò chơi thôi. Rồi đi vừa đi một ôm với banh nữa kìa. Nó coi. Ơi ngồi góc này nói chuyện với bà cô chú nghe. Chuột ơi đây nè, chuột mẹ đây nè, chuột vô đây với mẹ nè. Đừng đừng nhảy đi chơi nhảy chồng mò nữa đó. Phải không? Phải. Nãy nhảy nhập môi rồi đúng không? Đúng không? Nãy còn nhảy nhập môi rồi đúng không? Chọi tôi hả? Chọi tôi chọi lại đó. Chọi tôi chọi lại đó. Nó quê sệ. Đi. Wow. Cái gì vậy? Đập bắt nè. Để mày coi bắt nạt con làm gì? Mẹ bắt nạt hồi nào lên đây, mày lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Muốn lên đây, lên đây. Chọi bánh tôi hả? Chọi tôi đi, tôi chọi lại cho coi. Đừng bắt bắt con. Chọi nó tôi chọi lại cho coi. Chọi bánh lên. Để đừng có bắt con mà mẹ. Phải không? Phải nhập môi không? Đúng rồi, nhập môi nè, quay đi trong bà cô chú coi nãy phóng đầu tiên nhập môi nè, ông bà ngồi xuống đây. Nè nè, đâu rồi? Nè, bị đỏ rồi nè ông bà cô chú nó, thấy chưa? Cho cái tội phóng đi nghe, thấy chưa? Thấy chưa? À, không thấy. Không thấy hả? Nhốt mẹ lại luôn, cho mẹ ra dưới chân. Nhốt mẹ lại hả? Thôi đừng bỏ con, đừng bỏ xuống. Mẹ mẹ ơi, mình bắt con đi. Bắt không, chờ tôi xuống bắt nè. Bắt đi. Chờ tôi xuống, chờ đi. Thôi mày tuôn đi, đừng đau cái sợ. Tuôn. Ủa cái này bé đó, không dám đụng đâu. Nhưng mà tụi mình nói đi nha. Tụi mình nói đi. Trời ơi, ông nói chuyện rồi kìa. Ông nói chuyện với bạn rồi kìa. Hai vợ chồng đứa con chơi nó bạn. Ê! Ê! Sợ gì mà sợ. Trời ơi vậy. Từ từ. Đừng làm đuôi hết hồn. Trời làm gì hết hồn. Bạn á. Bạn sao? Bạn sao? Bạn làm cười. À bạn cười con hết hồn hả? Đúng rồi. Thì xuống chơi với bạn đi, kìa có bạn rồi nè. Rồi ở đó chơi với bạn đi. Chơi đi. Đó rồi hai bạn chơi chọi banh đi. Chơi chọi nhẹ nhẹ thôi nha. Ừ đúng rồi đó. Chọi lên đó đi rồi nó chạy xuống. Trời mê. Cột xuống nữa hả? Để xuống lấy banh. Mình chờ mình. Rồi mỗi lần xuống là trèo lên trèo xuống vậy đó hả? Con loại lụm banh con đẩy lên trên cầu đi. Rồi đó có cái đất rồi. Rồi đó bỏ chân hát. Con đẩy lên, con lụm banh con đẩy lên đây. Để từ từ, để đứng đây chỗ này nè. Vậy đưa cho bạn kìa. Hả? Thì ra đó. Thôi kìa, làm sao? Làm sao? Làm sao ai biết làm sao, con làm sao? Rồi đó, con phải lụm nhiều trái đi. Nó mỗi lần lụm nó trèo lên rồi kìa, nó ra đó đặng nó thả đó. Nó ra đây nè, đặng nó thả banh xuống nè, bà cô chú. Mày đưa bự. Rồi. Ê, ở dưới có nữa đó. Rồi, xuống đi. Đi từ từ. Ừ, dạ. Đi từ từ. À, ở đây có nhiều nè. Đúng rồi. Chào mừng khách hay cây bước biển. Thì nấu con đi lên hả gì? Đi lên cầu thang á. Đi lên cầu thang á hả? Cái bàn này cầu thang lắm nè. Vậy thôi đi vô ôm với anh luôn. Rồi đặng thả nó xuống hãy từ từ để cho bạn xuống cái đã. Rồi nó trèo lên rồi đặng nó ôm với anh lên cái đầu nó thả xuống. Rồi đi tiếp tục nha. Mấy luôn. Cầu hồi đá luôn. Đây cái khác. Mình làm cái khác làm ở đâu? Đây. Con ở đâu? Ôi. Có một chân lắc cây. Bạn ở đâu? Ở đó. Có biển. Chuột đâu mất tiêu rồi? Chuột đâu mất tiêu rồi? Đây nè. Vậy hả? Đúng rồi. Nó lụm hết chứ đúng chứ bành màu xanh đó thôi chị. Ôi, đến đây. Ôi. Rồi, đó giờ hai bạn này là có bạn chơi vui lắm rồi.
rồi mất tiêu. Đi mà xinh hết. Nói chuột có vô đây có thêm được bạn gái chơi đồng hành để chơi vui lắm mà kìa nó. Thấy không? Đi lên. Chào các bạn đây, mình chào các bạn đây. Chuột ơi, chuột chào các bạn đây. Em chào các bạn. Quay qua đây đứng đàng hoàng dòm đây chứ đâu à. Chào các bạn. Chào các bạn ơi. Các bạn ơi. Nhớ cho mình một like nha. Cho mình một like. Cái gì nữa? Đừng kì kì kênh gửi té đó. Không vô đây rồi. Dạ. Kìa đó bạn kêu kìa. Trời bạn kêu dạ luôn kìa, ghê chưa? Nghe bạn gái kêu dạ luôn. Dạ dạ. Đó chơi chọi mày nè. Đó. Dạ con chơi chọi nhẹ nhẹ với bạn thôi nha. Dạ. Chơi ai không chú kèm cứu tay gửi. Không ai cứu hết trơn á. Không ai cứu hết trơn á. Coi kìa đi kìa. Đi kìa kìa. Ơi xuống đi. Rồi. Té đó con đi được có chạy. Ăn cái đây này bạn. Mông mông mông. Thôi đừng lụm, con lụm dưới kia đi, con chèo lụm dưới kia đi, lụm đây trong nhà banh cực lắm. Hả? Con lụm trong nhà banh chèo lên cực lắm, con lụm dưới kia đi. Nó. Trời, cảm ơn nha. Trời ơi, cảm ơn bạn ơi kìa. Trời ơi. Rồi, nó không xuống rồi. Từ từ, từ từ. Rồi bạn nữa. Màu xanh lá cây uống biển á. Trời ơi, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển luôn ha. Cây uống biển. Rồi, cảm ơn bạn chưa, té. Cảm bạn. Ôi, té, đi lên. Hai tay. Rồi, cảm ơn bạn chưa. Cảm ơn bạn. Chùa cảm ơn bạn chưa. Cảm ơn bạn rồi. Cảm ơn bạn rồi hả? Đúng rồi. Chưa. Xuống đường nè. Thế mình lấy cầu cam. Rồi luôn lấy cầu bạn luôn. Sao chở bánh ra ngoài? Rồi đậu bạn đó. Có bạn chơi rồi. Rồi hai bạn chơi đá banh đi. Dạ. Rồi lên đây nè. Thả banh ra, nó thả banh cho chạy vòng vòng xuống đây nè. Đó. Rồi lấy cái banh đá. Rồi đưa đồ đá ra, mưa đồ đá. Của bạn mà. Cảm ơn nha. Trời ơi, nó dành luôn của bạn, cảm ơn nha. Cảm ơn xuống. Rồi. 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 Rồi lấy cái hát. Bạn này chơi cũng không chịu về, nãy giờ mẹ kêu về không chịu về. À, ba con còn đang chơi nữa hả? Không, ba con còn đương chơi. À. Ê con không được xô. Chuột à, con chơi con không được xô bạn nha. Rồi về được chưa? Ôi, dạ da đau quá, đau quá. Về đi cô, đóng cửa rồi kìa. Chưa. Chưa nữa hả? Chưa. Rồi chừng nào mới về? Hả? Mẹ bạn đâu rồi? Bạn đi về rồi đó. Nó tao sắp đóng cửa rồi đó. Nhà hơi người ta dẹp rồi nè. Nè nhà hơi người ta dẹp rồi nè. Hả? Đi về chưa, đi về coi cha bán mai làm sao. Hả? Con lụm banh vô phụ anh đi. Con lụm banh bỏ vô sọt phụ anh đi. Rồi đúng rồi, lụm hết bỏ bụng đi. Hỏi anh ơi lụm không, em lụm phụ cho. Em được phụ chưa? Đó. Chuột chơi. Ui con ôm nhẹ nhẹ từ từ. Đi lụm ba banh phụ anh này. Nói các bạn ơi, thấy mình giỏi không? Giỏi cho mình một like đi nhá. Giỏi cho mình like nha. Đừng có chui vậy u đầu. Nha. Hết chuyện chưa? Trứng nè. Đâu phải trứng đâu, cái gì á, dơ tay rồi. Đi đâu? Đi phụ anh. Nằm nữa nè. Đi phụ anh. Đi phụ anh hả? Đúng rồi, đi phụ anh. Đi phụ anh hả?
Thôi đi về đi. Phụ anh mà. Thôi chơi nhiều thôi, đi về đi con. Đó, đi phụ anh. À, giờ đi 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 là đi phụ lụm phụ anh luôn rồi. Con chưa có về là con chưa có về. Về chưa? Được chưa? Vậy đi ra chưa? Nghỉ lụm phụ rồi phải không? Con nhốt mẹ lại. Trời rồi nó nhốt luôn rồi, chuột nhốt mẹ luôn rồi. Vậy là mẹ ở đây nghe, chuột đi về đi nha. Nha. Đi về nha. Không cho mẹ đi ra đâu. Dí quýnh con. Rồi giờ nhốt mẹ đây luôn phải không? Đúng rồi. Rồi vậy là đi về đi, mẹ ngủ trong nhà banh luôn. Ừ. Rồi tôi đi vô nhà banh tôi ngủ luôn. Con và cô chú không thấy tôi lấy dép của mẹ giục luôn. Rồi đó, thấy chưa? Thôi thôi đi về đi con ơi, cho chú dẹp banh này. Bữa nay đi lên trễ không bà cô chú? Mẹ ơi. Bữa nay à, cho mẹ đi về đâu mẹ? Bữa nay à, mẹ lên ngủ trong đi, đi mẹ ngủ trong mình nhà banh luôn đi nha. Ừ, mẹ ngủ. Được. Nay nay lên trễ ông bà cô chú. Bị đòn nắm đầu mẹ, bị đòn đó. Bữa nay bận công chuyện em lo bán phụ bán mai với chồng em ông bà cô chú. Rồi chắc này là 9 giờ mấy rồi ông bà cô chú vắng khách rồi. Rồi thấy vậy cái đầu em mới mới chở chuột đi chơi chút xíu rồi. Trở về chứ về coi với chồng. Mẹ con muốn chơi thẻ. Con muốn chơi thẻ, con chơi thẻ chơi cái gì? Chơi thẻ. Hả, chơi thẻ gì? Rồi con nhốt mẹ là làm sao mẹ ra được? Con phải mở cửa cho mẹ ra chứ, giờ có mở cửa cho mẹ ra không? Cắt. Ừ. Rồi chồng em vắng khách rồi cho chồng em ngồi ngơi nha. Rồi em mới đi lên đây cho chở chuột đi chơi chút xíu, cho chở chuột về lên đây. Chắc này mẹ ơi, cứng quá. Cho mấy rồi. Rồi phá luôn rồi hả? Phá luôn rồi. Nó thấy chưa, phá xong rồi mở không ra rồi. Kêu anh ơi bán thẻ cho em đi. Anh ơi bán thẻ cho. 5.000 đi con, lấy cho nó 5.000 đi. Đó. Chở cho nó 5.000 đi cái. Cái này cái ông bà của chú đâu còn ai đâu. Hết trơn rồi. Thôi chắc này không còn ai chứ. Rồi còn hai bạn, còn bạn đó là bạn đó nữa là cuối cùng bạn đó về rồi đây, còn chuột ở đây nè. Rồi con chơi cái gì chuột? Chơi lắc cần nè. Chị Ba Suối thì gấp bánh, cha cũng mê lên đây, cha chuột cũng mê gấp bánh, tới chùa tới chị Ba nó cũng mê gấp bánh, Suối chuột đang chơi gấp bánh. Hả? Đó. Từ từ để chị gấp đàng hoàng nha. Chưa trơn rồi, hụt rồi. Nó ứ rồi, xin xém chúng rồi. Để chị Ba gấp cho, chị Ba canh canh ngay gấp, con không có canh được. Cái đường nước ở bảy. Nó thấy chưa? Rồi xong, thấy chưa? Bảy không à. Hết rồi. Gì mới đây ba thẻ hả? Chơi con đó đi. Chơi con nào, còn thẻ dưỡng thẻ đi chơi không rồi cô chú. Gấp con dính rồi. Con gấp bắt đeo rồi. Con cá nó đi ngủ rồi. Nè. Còn con này không à. Còn nó con gì? Ai biết. Con nó con sò. Con sò à. Rồi giờ nè con đi chơi con gì nè, còn con thẻ sò. Chơi đi. Rồi còn thẻ chơi đi. Trời ơi, ta chơi tới ta dẹp hết trơn. Lại là con thỏ. Lại là con thỏ. Rồi dính chắc nha. Nó lên đây cái là nó chơi con thỏ à? Cái gì vậy? Hả? Nó cái này nó muốn hư rồi đó. Nó muốn hư rồi đó. Nó lên đây nó lại chơi con thỏ đầu tiên à. Nó gấp bánh hai cái hộp bánh này và còn thẻ chừa để chơi chứ không đấy. Chơi. 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 Thôi đánh thỏ dữ vậy. Giờ ta dẹp hết rồi, gần 10 giờ rồi ông bà cô chú. Em đi trễ mất làm, mình lên trễ cho nó chơi một xíu rồi cho nó về. Về xong mà ghé em mời ông bà cô chú
ghé thêm cái chỗ mai của chồng em coi nãy giờ có bắn được cái nào nó không nghe không bà cô chú. Ai có ở gần đường Tô Ngọc Vân, Tâm Hà rồi đi về xong rồi. Đi. Chưa đi về. Đi về hết thẻ rồi. Còn một thẻ. À, ông bà cô chú nào có ở gần đường Tô Ngọc Vân, gần chùa Vạn Ca, trước cửa chùa Vạn Đức ghé mua cho ủng hộ chồng em may mai nha bà cô chú. Thôi hết rồi con, hết thẻ rồi. Thôi đi về cho nhiêu thôi, cho nhiêu thôi đi về đi. Bây giờ đi em biết em đi về. Trời ơi cô. Đây ông bà cô chú, hồi nãy giờ là em chở chuột đi chơi rồi đúng không? Ha, con đi đâu vậy? Đừng có đi vô chùa. Ở đây thì chùa Vạn Đức ông bà cô chú, ở đây là trước cổng chùa. Khoan, chuột ơi đi lại cha. Trời ơi nó đi vô chùa luôn rồi ông bà cô chú ơi. Anh Hai đâu rồi? Con đi đâu? Hai. Con đi kiếm anh Hai hả? Ở đây là chùa Vạn Đức ông bà cô chú. Kìa anh Hai kìa, anh Hai đang ngồi trên kia kìa. Anh Hai đang ngồi trong kia. Trời ơi nó đi nó kiếm anh Hai nó. Giờ không lo đi kiếm cha. Ông bà cô chú ơi đi tới chỗ cha mà không lo đi kiếm cha. Sao đi? Sao đi lại chỗ cha mà không lo đi kiếm cha? Trời không ra hỏi cha cái bán đất không đi hỏi kêu cho mượn bà cô chú mua mai với cha đi. Trời ơi nó lo không đi kiếm cha mà từ từ cho mẹ đừng có chạy xe đó. Chạy không ông bà cô chú ơi đi với chuột chạy không à. Mẹ nó đi không thẳng từ từ đi với nó chạy không mà ông chú. Ở đây thì trước cửa chùa Vạn Đức còn chồng em thì để mai mấy cây mép ở đây nè ông bà cô chú. Đây. Chuột hỏi cha coi mai bán được không? Hỏi cha coi. Chuột hỏi cha coi bán được không? Bán được không cha? Cha nói giờ cho bán được không? Bán được không? Đây. Xe. Ở đây chồng em được có mấy chục gốc mai đây nè ông bà cô chú. Rồi đâu chị? Mai này nhiêu hả? Mai này nhiêu vậy? Hỏi 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 anh yêu bao nhiêu vậy? Mai này mai là nhiêu hả? 2,5 triệu cây mai này. Cây mai này là 2,5 triệu ông bà cô chú ơi. Đó. Cây mai này tới 30 Tết là nở là vừa luôn. Hả? Mua. Con mua hả? Con mua cây nào? Lại mua cho cha đi. Con mua cây này. Cây nào? Chọn cây nào? Con chọn cây này đúng không? Rồi mua lại trả tiền cho cha đi. Đó. Ông bà cô chú ơi mua chồng em chỉ được có mấy gốc, mấy chục gốc như vậy thôi ông bà cô chú ơi. Chồng em có thì được. Đâu? Tiền đâu? Trời. Đó. Ông trả cái bữa. Nãy giờ bán được không? Anh. Nãy giờ có bán được không? Không, tôi lại hỏi rồi. Hỏi không hả? Ông bà cô chú ơi nãy giờ có người hỏi không mà không có người mua, nãy giờ mẹ con chuột đi chơi có người hỏi không, không có người mua ông bà cô chú. Rồi chuột qua đó chuột đứng, chuột đứng, chuột bán mai coi. Anh mua mai không? Ai mua mai không? Mai sao? Anh chụp mấy chục, bảy chục. Bảy chục, bảy chục, cái cây mai nào cũng bán bảy chục. Cây mai nhiêu, cho bán cây mai nhiêu? 700. 700. Ừ, 1 triệu. À, cứ bán cây mai 70, 70 không bà cô chú? Đây. Chắc này tối rồi, để bằng ngày. Đây nè, ông bà cô chú rồi. Ê, đây nè. Quá cây. Chồng em được hai mấy gốc mai à, ông bà cô chú? Ông bà cô chú nào ở gần phường Tâm Phú, Tâm Hà, đường Tô Ngọc Vân, ông bà cô chú ơi ghé ủng hộ chồng em. Đã ta quay bằng ngày, còn em đi quay bằng đêm. Dạ thôi, chuột ơi đi về ha. Về chưa? Về chưa? Giờ đi về ngủ, còn ngủ chưa? Ok. Ok hả? Dạ thôi, vậy đi về ha. Dạ em đưa hai đứa nhỏ về, em phải chạy ra đây với anh ha. Rồi. Rồi, giờ là chuột với ba ông bà cô chú, con cảm ơn bà cô chú đi. Mừng bà cô chú. Kìa, có cô xuống mua mai hay gì hết, cô này nè cô. Không, cô này không có xuống mua mai, tính đâu cô ghé mua mai, tính đâu xe, có cô ghé mua mai. À. Mẹ ơi, bỏ cô rồi. Bỏ cô rồi hả? Xe du lịch bỏ cô rồi hả? Chuột cái gớt nhớ không? Chị xe du lịch bỏ cô rồi mẹ ơi. À, giờ này chuột ơi, có mấy ba ông bà cô chú đi. Bà cô chú. Sao, nói sao, con sao? Một like. Con cảm ơn. Cảm ơn. Các ông bà. Bà chị nhớ bà. Con được like một tí thiệt cứ đừng có sửa. Lào hơn. Bà nó nói chuyện một hơi một vậy đó. Thôi ông bà cô chú ơi. Thôi clip em thì cũng nãy giờ cho chuột chơi thôi. Đi chơi xong mà về quay mớ mai này cho ông bà cô chú xem mà nụ rồi nè. Ông bà cô chú nụ nhóc hết trơn á. Mớ ông bà cô chú xem cái nào gần đây thì ghé ủng hộ hai vợ chồng em. Mấy cây này em bán cây 800 á anh. Mấy cây nhỏ nhỏ chị chồng em bán cây 800 nè ông bà cô chú. 800. Cây trong kia cũng 800 luôn. Đó, và cây này cũng 800 luôn.
Còn cái khúc ở đằng kia, mấy cây đằng kia thì cây nó 1 triệu, chứ 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 5 triệu nha ông bà cô chú. Chỉ có mấy gốc nhỏ nhỏ này thì 500. Thôi clip em cũng dài rồi, em cũng xin chân thành cảm ơn các ông bà cô chú đã yêu thương ủng hộ mấy mẹ con em đó. Là cho em nhớ cho em xin một like, đăng ký và chân thành cảm ơn bà cô chú rất nhiều. Bye bye. Bây giờ thì em sẽ chở chuột về nhà, xong rồi em đi ra đây em phụ coi với chồng em. Bye bye, bye bye, tay đâu? Tay, bye bye, bye bye, bye bye. Đồ chơi đâu ra vậy? Đó. Ở nhà quẹo á. Ở nhà quẹo á hả? Quê thằng già, chị già đó. Nhà ai? Nhà thằng già. Ở nhà thằng già, nãy thì lại nhà thằng gà chơi rồi, đầu gà là em của nó, bà cô chú. Ở nhà này là toàn bà con dòng họ gì đâu à, con vật không à. Cọp, chuột. Chuột xong rồi tao tới cọp, xong rồi tới gà, rồi giờ tới con mèo nữa. Xanh xong tuổi con nào nó kêu bà con đó luôn. Có mon nữa. Có ai? Có mon nữa hả? À đúng rồi, có một mon nữa.